Chào mừng anh em đã quay trở lại với Clickbait Channel. Từ xưa tới nay, những dòng sản phẩm của Sony luôn mang cho tới cho mình một vẻ gì đó rất là riêng, rất là cá tính và không theo bất kỳ một trào lưu nào khác. Những dòng smartphone khác đang có mặt trên thị trường, nếu anh em để ý từ những dòng Sony Ericsson hồi xưa nè cho tới bây giờ là Xperia 1 Mark 2 nè, hoàn toàn là những chiếc smartphone đó luôn luôn đi theo một con đường khác, không đi theo bất kỳ một số đông nào hết. Và hôm nay thì mình đang có ở đây trên tay đó là XZ2, chiếc smartphone đánh dấu bước chuyển mình đầu tiên của Sony khi mà họ đã biết lắng nghe người dùng hơn và biết cải tiến nhiều hơn về phần camera. Và hãy cùng mình xem thử là trong năm 2020 này, liệu rằng ở mức giá dưới 5 triệu đồng, XZ2 có phải là một món hời hay không nhé. Đầu tiên là hãy cùng mình đi vào thiết kế cũng như là về độ hoàn thiện của Xperia XZ2 nhé. Phải nói rằng về mặt thiết kế ở mặt trước của XZ2 cho tới thời điểm hiện tại luôn, đây là một cái máy có mặt trước gần như là đẹp nhất và sexy nhất mà mình từng cầm. Nếu mà các bạn xét theo những cái máy mà trào lưu full viền này, hay là camera đục lỗ, hay là camera nút ruồi á, các bạn có thể thấy được một vẻ ngoài rất là sexy của con Xperia XZ2. Ở phần trên và dưới là chúng ta sẽ có hai phần viền bằng nhau. Và nói một tí về thiết kế, phải nói về màu sắc. Phải nói rằng cái màu sắc tím khói hay còn gọi là màu mắm tôm trên chiếc Xperia XZ2 này mang một vẻ gì đó rất là nhẹ nhàng, rất là trang nhã, và nhìn vô chúng ta sẽ thấy được sự đẹp, sự tinh tế của Sony. Và nói về tinh tế thì bây giờ là năm 2020 và cái máy của mình là máy cũ 99%, nhưng mà tất cả các viền xung quanh của máy thì đều rất là khít, và độ hoàn thiện thì phải nói rằng rất ít hãng smartphone mà có thể hoàn thiện được mức tinh xảo như thế này như Sony. Có thể kể ra là chỉ có Samsung này, rồi iPhone, Apple á, thì họ mới có thể làm mức độ hoàn thiện và tinh xảo tới mức này. Mọi khe, mọi rãnh đều khít, không có bất kỳ một lỗ hở nào để mà bụi hay là nước có thể chui vào được bên trong luôn. Thế nên là hồi xưa giờ Sony rất là nổi tiếng về việc chống nước và chống bụi. Rồi thì đó là về mặt trước cũng như là những cái xịn. Còn về mặt sau thì mặt sau này về thiết kế là không thể nào yêu thương nổi với XZ2 các bạn ạ. Nhưng các bạn có thể thấy rằng hồi xưa con XZ2 này ra mắt thì bị người dùng họ feedback khá là nhiều về phần vị trí cụm camera. Ở camera sau này chúng ta sẽ có thêm cả những cái cảm biến lấy nét bằng laser cũng như đèn LED. Và vị trí là camera của con XZ2 này có thể nói là quá là thấp. Mình khi mà cầm con máy này đầu tiên lên thì khoảng 10 giây đầu tiên vô tình chạm tay vào cái phần camera này rồi. Nên là qua tới đời XZ2 Premium thì Sony cũng đã rút kinh nghiệm hơn khá là nhiều. Còn ở con này thì phải chê thôi các bạn ạ. Nói một tí về phần màn hình thì màn hình của smartphone Sony thì đó giờ rất là nổi tiếng rồi. Chất lượng hình ảnh hiển thị cực kỳ đẹp mắt. Với con XZ2 này thì tuy là độ phân giải là Full HD thôi, nhưng mà khi mà chúng ta tùy chỉnh về độ màu sắc cũng như là gam màu thì nó rất là nhiều tùy chỉnh. Chúng ta sẽ có được chế độ gọi là chế độ chuyên nghiệp. Các bạn có thể tùy chỉnh được màu sử dụng là màu sRGB để cho màu sắc chân thật hơn và chất lượng hiển thị cũng nó đẹp hơn. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có là chế độ tiêu chuẩn sử dụng công nghệ màu sáng Triluminos. Công nghệ này sẽ cho hiệu ứng màu sắc cũng như là ánh sáng sống động. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chỉnh được luôn cả mức cân bằng trắng cho cái màn hình này. Các bạn thích ám xanh, ám vàng hay là ám hồng hay gì đó là tùy theo các bạn tùy chỉnh. Nó có rất nhiều cái để mà chúng ta tùy chỉnh khác nhau. Tiếp theo là hãy cùng mình đi vào phần cấu hình nhé. Ở thời điểm XZ2 ra mắt thì nó được trang bị con chip mạnh nhất ở thời điểm đó, đó là Snapdragon 845, và chúng ta sẽ chỉ có 4GB RAM mà thôi. Nhưng mà các bạn đừng thấy rằng 4GB RAM, ui 4GB RAM cùi quá, giờ này mà còn 4GB RAM. Với một chiếc máy mà các bạn mua về cân nhắc nhỏ gọn á, thì mình nghĩ là 4GB RAM cũng là đã khá là ổn rồi. Mà chưa kể là giao diện của XZ2 thì nó cũng một phần nào đó khá là thuần Android. Điểm các bạn có thể vào cài đặt và thấy nhìn nó rất là quen thuộc và nó khá là nhẹ nhàng, không có animation quá nhiều, khiến là cho việc chúng ta phải xử lý hay là xử lý RAM mấy thứ. Nhưng mà với 4GB RAM thì đôi khi chúng ta cũng phải lót lại một vài ứng dụng đấy, các bạn lưu ý về này. Với mức cấu hình như vậy thì thật sự mà nói Xperia XZ2 trong khả năng chiến game khá là ổn. Mọi game như là iPhone 8 này hay là iPhone 9, Call of Duty hay là PUBG Mobile đều mấy đều xử lý có thể nói là rất là mượt mà, không sợ bị hiện tượng giật lag xảy ra khá nhiều. Thời lượng pin của máy là 3180 mAh. Nhưng mà mình thấy rằng ở màn hình con này chỉ là màn hình Full HD, cùng với đó là màn hình chỉ có kích thước 5.7 inch thôi. Thế nên là màn hình nhỏ thì thời lượng pin cũng sẽ được kéo dài ra tốt hơn so với lại những máy màn hình to như ở thời điểm hiện tại. Điểm thú vị nhất trên con Xperia XZ2 này đó là phần cảm biến rung. Cảm biến rung này thì cho phép các bạn
khi mà chơi game cũng như là nghe nhạc á thì chúng ta sẽ được cái máy nó sẽ rung lên và rung rất là mạnh, để mà khi những cái phần âm bass nó dập tới thì cái máy nó sẽ rung luôn, cho chúng ta một cảm giác gì đó giải trí nó chân thật hơn. Khi mà các bạn chơi game á thì cái cảm biến rung này thì một vài game có hỗ trợ, là khi chúng ta bị bom nổ hay là đua xe mà bật, các bạn bật nitro lên, hoặc là các bạn đua F8, F9 mà phá hủy xe đối phương á, nó sẽ rung lên một tiếng, giống như tương tự như là trên tay cầm PlayStation. Vì vậy chúng ta chơi game thì cũng mang một cảm giác gì đó rất là thoải mái. Tiếp theo là về phần mềm. Ở hiện tại chiếc máy của mình đang có là nhà mạng AU, nhưng mà mình đã cập nhật OTA lên bình thường và máy đang chạy phiên bản đó là phiên bản Android 10. Đây, các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ đây, máy đang chạy phiên bản Android 10. Có nghĩa là Sony hỗ trợ chiếc Xperia XZ2 này rất là lâu, tới bây giờ chúng ta vẫn nhận được bản cập nhật Android mới rất là thường xuyên. Mình không biết là Android 11 thì con máy này có nhận hay không, nhưng mà Android 10 thì đã có trên Xperia XZ2 rồi. Tóm lại, nếu các bạn đang tìm kiếm một chiếc máy nhỏ gọn nhưng mà có một cái cấu hình khá là mạnh mẽ, cũng như là các bạn là fanboy của Sony và nhưng mà không có dư giả về tài chính quá để mà bỏ ra tiền để mua những sản phẩm cao cấp, thì Xperia XZ2 sẽ là một lựa chọn mình thấy là khá hợp lý. Hiện tại ở Leadbuy thì mức giá của Xperia XZ2 này chỉ đâu đó dưới 5 triệu đồng mà thôi. Dưới 5 triệu đồng chúng ta đã có con chip Snapdragon 845 rồi, và kiểu thiết kế cực kỳ đẹp mắt này, cũng như là thương hiệu Sony rất là nổi tiếng. Vậy thì các bạn có lựa chọn XZ2 hay không thì comment phía bên dưới chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.